Trưa ngày 19 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tới thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bắt đầu hành trình tại ASEAN 19. Chuyến bay dự kiến kéo dài gần 4 tiếng với một chặng quá cảnh tại sân bay quốc tế Quảng Châu, trước khi hạ cánh tại thành phố Ôn Châu lúc 18:55 cùng ngày. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung yêu cầu các học trò phải phát huy tinh thần như tại World Cup 2023, tuyệt đối không chủ quan. Mục tiêu là cố gắng thi đấu tốt từng trận một, tiến sâu nhất vào vòng trong. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, chúng ta luôn cần có những cầu thủ trẻ trong đội hình. Là huấn luyện viên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, tin tưởng, tôi cần tính toán và chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn. Ngay sau mỗi mùa giải hoặc các giải đấu quốc tế, chúng ta luôn phải đào tạo lực lượng trẻ tiếp cận để chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Về việc thiếu vắng Tiền Đạo Huỳnh Như, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, tôi rất tiếc khi vắng Huỳnh Như, nhưng việc thi đấu cho một câu lạc bộ quốc tế là niềm vinh dự, tự hào cho Huỳnh Như nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung. Tôi ủng hộ điều này, dù tiếc, nhưng chúng tôi cũng sẽ có những thay đổi để đáp ứng. Nhất là các cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện, phát huy những điểm tốt nhất của mình. Hy vọng khi vắng Như, cầu thủ trẻ sẽ hết sức cố gắng. Tại ASEAN 19, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đá trận ra quân gặp Nepal vào ngày 22 tháng 9, tiếp tục so tài với Bangladesh vào ngày 25 tháng 9, trước khi đấu đối thủ mạnh Nhật Bản vào ngày 28 tháng 9. Đây là lịch thi đấu được đánh giá là tương đối khó khăn, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đầy quyết tâm để giành kết quả tốt tại giải đấu quan trọng này.